Hôm nay mình xin giới thiệu với cả nhà cặp đôi sản phẩm sẽ giúp dưỡng da môi và bảo vệ môi của các bạn luôn luôn mềm mại, mịn màng và thoa son nào nó cũng ăn hết nha. Một số bạn thì khi mà thoa son thường là không ăn son, hoặc là bị khô môi, bong tróc môi, hoặc là môi bị thâm sạm. Thì lý do là do mọi người chưa biết cách chăm sóc cái làn môi, da môi của mình. Thì mọi người thấy mắt và môi của chúng ta là hai cái vùng mà nó rất là nhạy cảm. Ví dụ như khi chúng ta bị một cái gì tác động vào mắt hoặc vào môi, thì mọi người thấy cái vùng đó nó bị sưng rất là lâu và nó rất là dễ sưng, đúng không? Vì vậy mà đây là nơi tập trung rất là nhiều cái mạch máu nhỏ, nó nối liền với thần kinh. Vì vậy mà mọi người phải chăm sóc da ở cái vùng môi và vùng mắt kỹ hơn trên cái khuôn mặt của mình. Hôm nay thì mình xin giới thiệu cái sản phẩm để chăm sóc da vùng môi nha. Đầu tiên đây là những cái em tẩy tế bào chết môi. Có thể mọi người sẽ thấy rằng phiền phức, đúng không? Mua đại cái gì tẩy cho mặt rồi chúng ta đem tẩy cho môi cũng được. Nhưng mà mình vừa nói với mọi người rằng mắt và môi là hai cái vùng rất là nhạy cảm. Vì vậy những cái sản phẩm mà đặc, tức là chỉ chuyên dùng cho cái vùng đó, thì họ sẽ họ sẽ được tức là nó được những cái nhà nghiên cứu ra, và họ đã chiết xuất từ những cái thành phần nó rất là an toàn tự nhiên cho hai cái vùng đó của da mặt của chúng ta. Vì vậy mọi người không nên lấy những cái mà tẩy tế bào chết cho mặt rồi chúng ta đem xuống tẩy cho môi, thì nó không tốt ha. Và mọi người nên dùng cái sản phẩm chuyên biệt cho cái vùng da đó. Và xin giới thiệu đây là những cái em tẩy tế bào chết môi ha. Một cái hũ như thế này chúng ta sử dụng rất là lâu, và sản phẩm này là hàng xách tay từ Mỹ về. Bên shop của mình chỉ bán hàng chính hãng và bán hàng xịn thôi, cho nên mình không có đi những cái hàng tào lao bậy bạ. Do đó một khi các bạn đã mua sản phẩm của bên shop rồi thì mọi người sử dụng sẽ rất là an tâm. Đồng thời các bạn khi mà sử dụng hàng chính hãng, hàng xịn, mọi người sẽ thấy cái cảm giác của những cái hàng này mang lại cho mọi người nó rất là chất lượng, y như lời quảng cáo, chứ không có như một số các hàng dỏm ở trên thị trường bán đâu nha. Và cái loại tẩy tế bào chết môi nó sẽ có rất là nhiều mùi để cho mọi người lựa chọn. Đầu tiên đây là hạt nhân ha. Đồng thời cái sản phẩm này nó cũng chiết xuất những cái thành phần ở trong hạt nhân luôn. Thì mọi người biết là hạt nhân nó được ép ra làm dầu, và cái dầu hạt nhân nó rất là tốt luôn ha. Nó dưỡng ẩm và giúp cho cái môi của mình luôn luôn mềm mịn. Vì vậy khi mọi người tẩy tế bào chết cho môi thì môi của chúng ta sẽ được căng mọng hơn, và những cái tế bào chết nó sẽ được lấy đi, thì da môi của các bạn sẽ không bị khô bong tróc nữa nha. Còn đây là chiết xuất từ cherry, đây là chiết xuất từ vani và có hương vani rất là thơm ngọt. Còn đây là chiết xuất từ táo. Bên mình có rất là nhiều và có hàng sẵn cho mọi người ha. Và mình nói lại một lần nữa, đây là sản phẩm xách tay từ Mỹ về, dùng rất là thích. Một hũ như vậy chúng ta có thể dùng được tầm 2 tháng nha cả nhà nha. Dùng cũng khá là lâu, không phải thấy nhỏ như thế thì mọi người nghĩ là nó nhanh hết, nhưng mà chúng ta chỉ sử dụng cho môi thôi nên một lần chúng ta lấy ra rất là ít. Kế đến đó là ủ môi. Đây là cái hũ ủ môi Glenay của Hàn Quốc nha, hay còn được gọi là mặt nạ ngủ cho môi đó. Tức là khi mọi người tẩy tế bào chết xong thì chúng ta sẽ thoa một cái lớp ủ môi này và chúng ta đi ngủ. Thì mọi người sau khi buổi sáng thức dậy thì mọi người sẽ cảm thấy cái làn môi của chúng ta nó sẽ rất là mềm mại, căng mượt. Thì mình khuyên cả nhà là một tuần chúng ta nên tẩy tế bào chết cho môi từ 1 đến 2 lần. Còn cái ủ môi này thì chúng ta sử dụng mỗi tối đều được nha cả nhà nha. Không có bị hạn chế. Còn tẩy tế bào chết môi thì mọi người chỉ sử dụng một tuần 1 đến 2 lần thôi, vì tế bào chết không có sản sinh ra quá nhiều để mọi người cứ phải tẩy hoài ha. Nhất là các bạn nào mà hay sử dụng son đó, tức là một ngày chúng ta phải thoa son rất là nhiều lần, hoặc là các bạn sử dụng son lì, thì mọi người nên tẩy tế bào chết cho môi nha. Nếu mà không tẩy tế bào chết và không dưỡng môi thì da môi của các bạn chắc chắn sẽ bị thâm và bị sạm đi rất là nhiều. Các bạn muốn mua hai cái sản phẩm chăm sóc cho da môi thì liên hệ với shop mình nha. Tất cả các sản phẩm của bên mình đều có sẵn.
Và cái hũ mini này chúng ta sử dụng cũng rất là lâu chứ không phải là nhanh hết đâu nha cả nhà. Dùng rất là thích luôn, mình bán rất là nhiều rồi và khách hàng phản hồi cho mình họ đều rất là thích cái hũ ủ môi này. Đây là cái hũ ủ môi Vanny của Hàn đó, mình đang quay rất là sát, rất là rõ cho mọi người ha. Cái hương của nó rất là thơm, rất là thích luôn nha, mùi nó rất là dịu ngọt. Nói chung là sử dụng hàng chính hãng mọi người sẽ thấy rằng cái chất lượng của nó thực sự là đỉnh cao ạ. Và cái cách tẩy tế bào chết cho môi thì rất là dễ ha. Chúng ta lấy ra một tí xíu cái kem tẩy tế bào chết này, sau đó chúng ta để lên môi và dùng cái ngón tay của chúng ta di chuyển hết toàn cái môi của mình và cứ di chuyển tới di chuyển lui như vậy trong vòng từ 1 đến 2 phút, rồi sau đó chúng ta rửa sạch lại với nước là được ha. Một tuần chúng ta có thể tẩy từ 1 đến 2 lần. Hoặc các bạn nào hay sử dụng son thì chúng ta cũng có thể tẩy tế bào chết cho môi một tuần 3 lần nha. Mình xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã lắng nghe clip này ạ. Các bạn muốn mua sản phẩm chăm sóc cho môi thì liên hệ shop của mình. Hiện tại shop của mình còn bán cái loại son trị thâm môi, đặc trị thâm môi nữa ạ. Và mình đã quay clip đó rồi, mọi người có thể xem ở trên YouTube giúp mình nha. Các bạn muốn coi được những cái clip mới nhất của shop thì đăng ký kênh của shop đi nha. Các bạn vào cái phần cài đặt á, rồi đăng ký kênh của shop là được ha. Rồi, xin chào mọi người ạ.